vân tay cảm xúc, vân tay WI. Không phải tự nhiên mà những em bé có vân tay WI và WE là những vân tay cảm xúc. Hầu hết trong quá trình mang thai, người mẹ thường hay lo lắng thái quá thì em bé sẽ có vân tay này. Và WI nó giống như bạn sẽ hình dung, đó là một, đây là một cái đầm và dòng nước chảy vào nhưng không thể chảy ra, hay chúng ta gọi là một cái ao tù. WI giống như một cái ao tù, là những đứa trẻ luôn chứa đựng bên trong mình những cảm xúc và suy nghĩ của những người xung quanh. Nó luôn sợ những người xung quanh phán xét, nói về nó với góc độ không tốt. Và những đứa trẻ này thì thường hay là gì? Nếu như chúng ta trêu con thì con sẽ thường là khóc này, quấy này, cảm thấy bị tổn thương bởi những cái lời nói của chúng ta. Nên bạn cực kỳ phải để ý, bởi vì WI, những đứa trẻ khao khát được yêu thương. Thứ nhất đó là các bạn phải biết cách động viên và chia sẻ với những em bé WI. Cái thứ hai, biết cách khơi thông được cái dòng chảy để con không chỉ biết nhận còn biết cho đi, biết quan tâm tới những người xung quanh, biết hỏi han những người xung quanh. WI sẽ trở thành WD khi được khai thông cái phần cho đi, chính là việc khen ngợi, động viên, chia sẻ với những người xung quanh. WI, đứa trẻ cảm xúc, khao khát được yêu thương. Và bạn sẽ hình dung nhu cầu khao khát được yêu thương của WI nhiều gấp 2 lần so với những đứa trẻ bình thường. Con sinh ra và con luôn cảm thấy rằng là mình sẽ không được yêu thương nếu mình không làm tốt tất cả mọi thứ. Và nó luôn cố gắng gồng mình lên mỗi ngày để được nhiều người yêu thương và đón nhận. Làm ơn đừng bao giờ nói đùa hoặc nói những lời nói tổn thương tới con, tại vì chúng là những em bé cần được che chở và động viên rất là nhiều trên hành trình sống. Và nếu bạn có những em bé này, xin hãy nói lời yêu thương, động viên và giúp con mở cửa trái tim mình để yêu thương những người xung quanh. Cảm ơn bạn đã theo dõi video Phạm Phượng Đào Tạo Chuyên Gia Sinh Chắc Vân Tài.